Tạo kênh TikTok bán hàng nhưng phát hiện cái số điện thoại của mình đã nằm ở trong một kênh TikTok cũ rồi. Vậy thì làm sao để mình có thể hủy liên kết cái số điện thoại nằm ở trên kênh TikTok cũ để mình đăng ký một kênh TikTok mới? Thì video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em cái cách làm sao để mình hủy liên kết số điện thoại hoặc là mình thay cái số điện thoại trong kênh TikTok của mình các bạn nha. Đầu tiên các bạn hãy vào trong kênh TikTok của mình, các bạn vào trong phần hồ sơ giúp mình nha. Sau đấy thì ở trong phần này có dấu ba gạch nằm bên trên này. Tiếp theo các bạn bấm cho mình ở phần cài đặt và quyền riêng tư này. Tiếp theo đấy các bạn bấm cho mình ở phần là tài khoản ở đây các bạn nha. Rồi tiếp đến các bạn bấm cho mình ở thông tin người dùng ở đây này. Đấy thì ở đây ví dụ như cái kênh TikTok này của mình đang tạo một số điện thoại này chẳng hạn, để mà mình có thể là hủy liên kết số điện thoại hoặc thay số điện thoại ấy, thì mình bấm vào đây thì mình nó sẽ có phần là thay hoặc là mình hủy liên kết số điện thoại đi. Nhưng mà để mình hủy liên kết số điện thoại thì các bạn phải liên kết cái email này vào nha. Ví dụ đây mình bấm vào đây này, mình sẽ nhập cái email vào để mình liên kết cho nó có cái thông tin để mình đăng nhập nha. Tiếp theo các bạn bấm cho mình ở chữ gửi mã ở đây nhá. Sau khi có mã rồi thì các bạn bấm nhập cái mã vào này. Sau khi mà cái email nó được thêm vào rồi nhá, thì nó báo là email mình chưa xác minh, mình bấm vào đây. Bắt đầu mình bấm xác minh email để nó gửi lại cho cái mã một lần nữa, mình bấm gửi mã này. Tiếp đến thì mình lại nhập cái mã vào các bạn nhá. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành liên kết email vào trong kênh TikTok rồi ấy, thì các bạn có thể lấy một cái email bất kỳ nào đó của mình các bạn liên kết vào nhá. Thì bạn quay lên cái phần số điện thoại trên này. Bây giờ các bạn có thể bấm là hủy liên kết số điện thoại này. Đấy, sau đấy thì mình bấm hủy liên kết. Đấy, vậy là cái số điện thoại đã mất đi rồi thì bạn có thể sử dụng cái số điện thoại đấy để mình đăng ký các bạn nhé.